Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, sau khi từ thành phố chúng tôi sang thiền viện, ghé qua thiền viện và theo đường lên đỉnh núi Dùm, con đường trước mắt chúng ta kia, và chúng tôi đã đi qua đỉnh núi Dùm và xuống tới ngang chân đèo bên này của núi Dùm để chuẩn bị về thành phố. Thì chúng tôi có ghé vào khu Hôm Tây Dùm. Đây là một cái khu Hôm Tây của thành phố Tuyên Quang, cách thành phố chừng 5 km. Đó. Thì xe chúng tôi dừng lại để khảo sát cái chỗ Hôm Tây này, xem là điều kiện ăn ở ngủ nghỉ ở đây có tốt không. Nhưng về cơ bản thì bước chân vào đây thì về phong cảnh cũng như là điều kiện thời tiết thì là rất là tốt. Đây là nằm ở dưới chân con đát, một cái đát gọi là đát 1, khu đát 1 của thành phố Tuyên Quang. Đây là cái vị trí mà chúng ta bước vào. Còn bây giờ chúng ta đi vào nhé. Đấy, vào thì nó có rất nhiều các cái khu tiếp khách, đông người cũng như là ít người nghỉ ngơi, ăn uống. Ở đây thì cơ sở này người ta đều phục vụ. Đó. Đây thì dưới những cái tán cây rất là lớn cho nên là rất mát. Với lại nằm bên cạnh những cái chân của cái con thác nhỏ gọi là đát 1. Đó, trong này là những cái khu để nghỉ ngơi, ăn uống, hội hè rất là tốt. Đó, đây, chúng ta review những cái chỗ mà gọi là đát đây. Nó rất là đẹp và rất là mát. Tuy rằng mùa này không phải mùa nước cho nên là cũng ít nước. Đó, nhưng về mùa nước thì sẽ rất là đẹp. Con đát này sẽ rất đẹp. Vâng. Ngoài đây thì cũng có những cái khu gọi là chứa nước. Đây thì có lẽ là rất nhiều cá này. Cái chỗ này là cá sẽ rất phát triển vì nước này, nước sạch chứ không phải nước tù. Đó. Còn đây là một cái con đường đi qua bên này. Đấy, đây là một cái dòng nước mà không phải nước tù mà nước luân chuyển. Đó. Thì chúng ta có thể nhìn thấy toàn bộ cái khu vực Hôm Tây Dùm này. Đó. Mọi người nhìn thấy nó có chất núi rừng không ạ? Có, vẫn có chất núi rừng. Đấy, cây này người Tây gọi là cây mày mạ hay cái gì đó. Nó có hoa rất đẹp. Đó. Ở đây thì họ cũng trồng rất là nhiều các cái thứ cây hoa. Thảm thực vật ở đây cũng rất đẹp. Đấy, tươi mát. Đó. Đấy, chúng ta sẽ đi lên đây một chút. Đó. Đây là một cái khu mà đẹp chưa? Mọi người thấy nó có một cái chút gì đó rất là tự nhiên. Ở đây nó cũng có một chút tự nhiên. Đây là đồng chí giám đốc trung tâm phát hành phim chiếu bóng. Còn đây là các đồng chí trong cơ quan. Lợi thế của nước suối là mát. Rồi, suối mấy cây rừng thì là nó tự nhiên. Tự nhiên thì nó sẽ mát rồi. Tóm lại là thảm thực vật ở đây là cũng vẫn còn. Cây ở đây vẫn còn nhiều những cây nguyên sinh. Vẫn còn một chút nguyên sinh. Rừng nguyên sinh. Gọi là tự nhiên đó.
Đây thì các cái mái nhà cũng là một cái phong cách rất là lạ. Vâng. Đấy. Một con suối. Dòng rách suốt ngày đêm. Có cả thủy điện nữa. Đấy. Còn trên là rừng nứa, rừng lau sậy. Được, ở đây là cũng mát mẻ, khu vực là mát mẻ. Vâng, đây chính là khu Hôm Tây Dùm, nằm cách thành phố Tuyên Quang chừng 4 km, chưa đến 5 km. Có lẽ là đây là cái địa điểm mà chúng tôi sẽ đến đây để gặp mặt cơ quan Trung tâm Văn hóa huyện Sơn Dương. Các cựu cán bộ sẽ về đây để gặp mặt tại đây, ôn lại truyền thống của những ngày tháng đã qua. Các cựu cán bộ văn hóa, người còn người mất, nhưng mà vẫn phải nhớ đến những ngày thành lập trung tâm. Đấy, cây này cây rất lạ, rất hay, chả biết tên nó là cây gì, rất lạ. Rồi, cũng đẹp. Vâng, anh em vẫn đang khảo sát và ngắm nghía khu vực để chuẩn bị tổ chức gặp mặt các cựu cán bộ đã từng công tác và cống hiến một thời bên nhau, và chuẩn bị đến ngày thành lập cơ quan trung tâm. Anh em đang hẹn gặp nhau tại thành phố Tuyên Quang. Trước tiên là thăm Thiền viện Trúc Lâm, hai là thăm lên đỉnh núi Dùm và xuống khu vực Hôm Tây Dùm để nghỉ ngơi và vui vẻ tại đây. Đẹp lắm, chỗ này rất đẹp, có mấy cái bàn đá đẹp nhỉ. Đội ấy được cái là hát thì mạnh lắm, ác lắm. Hát thì ác. Còn đội trung tâm văn hóa ngày xưa ông Khanh ông biết hát hay lắm. Anh làm gì biết hát, có hát bao giờ đâu. Đấy, có một đôi hồng hạc rất là đẹp. À. Thôi, rồi. Nào, chốt chưa hay là thế nào? Hay là đi đâu nữa? Đi tiếp á gì? Vâng, đi vào cái ngồi xanh. Ờ, ok. Trong đấy còn cả khu cuống hâu ở những gần đấy đấy. Rồi, chúng ta kết thúc clip ở đây nhé. Để chúng tôi đi khảo sát tiếp một khu vực nữa. Xin thân ái kính chào tất cả mọi người.